Sau Nhật xin chào tất cả các bác. Em lên sóng giới thiệu các bác một con máy hút ẩm Panasonic, một con máy rất là đẹp, hàng VIP. Con này có công suất hút là 20 lít một ngày. Thiết kế rất là đẹp các bác nhé. Có cái tên là Karati này. Đây, Panasonic FI202BH. Con này thì hút 20 lít một ngày, điện lưới 220V luôn, rất là tiện. Các cái giao diện sử dụng bằng tiếng Anh, có báo phần trăm độ ẩm trên màn hình, có các cái chế độ hút ẩm auto mạnh thấp này, chế độ sấy quần áo này các bạn này, auto này, chế độ sấy quần áo 1 giờ này, hẹn giờ thì chỉ chạy được trong chế độ của hút ẩm này, đảo kính gió này. Đấy, các chế độ hút ở đây, nhiệt độ thấp cái gì này. Con này thì em đã chạy test ngon lành hết rồi, hút nước đầy đủ các bác nhé. Hình thức còn rất là đẹp nguyên bản. Tem mác đây. Điện 220V nữa nhé. 470W. Đây hút. Đây đâu. Đây kia. 330W thôi các bác nhé. Hút 20 lít một ngày, một xó 330W thôi nhé. Chứ không phải là 470W. Đấy. Máy rất là đẹp. Trước này thì em đã hút test ok hết rồi. Đây. Các bạn nhìn nước này. Hút hôm nay độ ẩm cũng rất là thấp, mà hút có 2 tiếng rồi đã đầy cái này rồi này. Đấy, nhưng nào độ ẩm cao là hút rất là khỏe, 20 lít một ngày. Con máy rất là đẹp nhé. Cánh vây đạp tự động. Cái chiếc này em bán là 3,8 triệu nhé. Bảo hành 12 tháng. Các bác nào nhu cầu chốt thì các bác liên hệ nhé. Giá chưa phí vận chuyển. Chào các bác.